Rồi rồi, video này là dành tặng cho những cái bạn nào mà có cái nhà mà đang bị nứt tường như thế này ha. Trong giới xây dựng mình gọi là những cái vết nứt chân chim đó. Muốn biết cách khắc phục á, cũng như là cái cách để mình hạn chế những cái vết chân chim này á, nó bị nứt ở trong nhà mình á, thì nhớ xem hết video này nha. Nếu thấy hay, nhớ ấn like cho mình một like nha. Hôm nay được sư phụ dẫn đi khảo sát bảo dưỡng một nhà của chị khách cực kỳ dễ thương. Nhà chị thì đang bị mấy vết nứt chân chim từ trong nhà ra tới ngoài nhà luôn. Mà hỏi sư phụ á, thì mình mới biết là nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á, là chủ quan. Thì trong quá trình thợ mà thi công á, trộn vữa rồi hồ tô này thì nó không đều, rồi cái trong quá trình bảo quản nó không kỹ, thì trường hợp này á, thì tầm vài ngày hoặc là vài tuần thì nó sẽ xuất hiện liền, rất là dễ nhận biết. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân khách quan, chủ yếu á, là do điều kiện thời tiết biến đổi thất thường, vừa mưa xong cái là nó lại nắng, nên nó cái nhiệt độ nó co ngót, nó không đủ cái độ đàn hồi, nó sẽ nứt ra. Thì cách khắc phục thì cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Thì đối với các vết nứt mà dưới 1 ly á, thì chỉ cần là lăn lót rồi phủ cái lớp sơn lên là xong. Còn đối với những cái vết nứt lớn á, thì bắt buộc á, mình phải rạch ra hoặc là mình cạo theo dọc cái chiều vết nứt á. Rồi mình trộn cái bột trét với lại cái sơn lót kìm á, mình trét lại. Và cuối cùng là mình dùng sơn mình lăn lại là nó sẽ ổn định thôi. Còn cái cách phòng ngừa á, thì tốt nhất là trong cái quá trình mình xây á, thì mình nên sử dụng cái xi măng chuyên dụng cho xây tô. Hoặc là trong quá trình mình sơn á, thì mình nên sơn phủ một cái lớp sơn chống nóng ở bên ngoài nhà để giảm cái hấp thu nhiệt. Cũng có thể là các bạn có thể chọn những cái loại sơn mà chống tia UV mà có cái độ đàn hồi cao nha. Thì lúc đó cái mặt sơn nó sẽ co giãn tốt, thì cũng hạn chế một phần của cái hiện tượng này.